Xin chào các bạn. Mình mới về được một ít hàng. Đó thì cũng chả phải bày kỹ cả càng ra làm gì nữa. Quay luôn cho các bạn xem nha. Đấy, mình về được Rongsin Van Cleef. Mỗi một bịch như thế này thì nó sẽ thay được 10 lần các bạn nhé. Thay được 10 lần full toàn bộ trên con van. Chỉ trên con van nhé. Nhiều bác mua cái này hỏi lại là nó có sim quy hay không. Đó thì đây là sim van. Còn sim quy thì mua riêng các bạn nhé. Đó thì đây là một bịch thay được 10 lần tất cả các vị trí từ của cái con van nằm một chiều đấy, cho đến cổ bình có đầy đủ hết các bạn, van cricket, van super well đấy, và cái sim để sửa bơm tay ấy, mình có đầy đủ các bạn nhé. Nó đóng theo bình, cứ mỗi bình 150 đấy, hay là ti xả mõm dài đấy. Đến giờ này mà các bạn nào chơi mà còn chưa biết dùng những ti xả mõm dài thì nói chung là cũng là một cái thiếu sót lớn đấy. Dùng ti xả mõm dài thì nó sẽ che được hết hai con sim quy, được chưa? Hai con sim quy nó sẽ che được hết luôn đó, thì nó sẽ không có hiện tượng là phụt hơi xì ra. Còn nếu mà cái ti xả zin ấy, ti xả zin nó rất là ngắn đấy, nó rất là ngắn, thế nên nó chỉ gối được một con sim vào, còn con sim kia thì vừa chạm tới, thế nên khi bắn là nó nảy ra, nó nảy nó tụt cái quy ra là nó hơi nó phụt ra ngoài rất là nhiều. Thế nhưng con này nó sẽ ôm được cả hai luôn đấy, nó ôm được cả hai, thế nên là nó rất là kín. Van super well, van rút, van mở mình đều có tất các bạn nhé. Đây là bụng dài của super well này, dạng ba lỗ, thực ra thì ba lỗ hay là hai lỗ đấy, hai lỗ như thế này thì cũng đều được các bạn nhé. Đó, nhìn các bạn nhìn ngang thì nó to thế này thôi, thế nhưng mà thực ra nó không tốn hơi đâu, các bạn phải nhìn dọc thế này này đấy, các bạn nhìn xem, nhìn dọc thì nó hở có tí tẹo rồi đấy, nó hở có tí tẹo cả đây cho các bạn đấy. Con này thì nhìn nhìn ra là ngày thì nó cũng hở như thế, thậm chí còn nhiều hơn đấy, để chơi các bạn. Bạn nào cần thì các bạn liên hệ với mình nhé, được chưa? Trong quá trình sử dụng các bạn có gì thắc mắc không hiểu thì các bạn phải hỏi nhé. Rồi đấy, cả máy đo sợi tốc này, máy đo sợi tốc mình cũng có về được một ít này, được chưa? Đấy, thế rồi là mình vẫn chuyên về lò xo AR15, được chưa? Chuyên lò xo AR15. Đó, bạn nào cần thì các bạn liên hệ với mình. Rồi cả định tâm chụp khung, đấy mình có đầy đủ, được chưa các bạn? Lắp cặp này thì phải lắp cực, bạn nào muốn ngon đấy chưa thì phải đầu tư thời gian đấy, mua cặp định tâm này về thì một là nó khít khung thì các bạn lắp được ngay, hai là các bạn phải doa đi một chút xíu đấy chưa thì nó mới ngon được. Chứ còn các bạn cứ mua cái gì mà muốn nó ok nó ngon ngay ấy thì không có đâu, bởi vì là mỗi khung, mỗi cây củi, mỗi một đồ kích cỡ nó khác nhau. Muốn nó ngon chỉ có cầm cả cái khung ra ngoài thợ tiện bảo nó tiện cho cái vừa khít thì mới được thôi. Chứ còn các bạn mua về thì kích cỡ này nó có sẵn rồi. Đấy, kích cỡ nó có sẵn rồi thì bây giờ may mắn nó khớp với của các bạn thì là nó khớp ngay. Còn nếu không thì các bạn phải có chút xử lý chứ. Chơi cái môn này là nó phải có cái sự gọi là sáng tạo. Đấy, phải biết mày mò nghịch ngợm chứ không phải là cứ mua thế nào là dùng thế. Đó, thì bạn nào cần món gì các bạn liên hệ mình, và tất cả các loại đồ sửa van, được chưa? Ốc chỉnh áp, trụ lò xo đĩa mình có đầy đủ hết rồi. Xin chào các bạn.